cũng lây nhiễm mã độc tống tiền. nhưng tưởng phần mềm chứa mã độc tống tiền chỉ xuất hiện trên máy tính. Mới đây các nhà nghiên cứu phát hiện máy tính DSLR cũng dính mã độc này. Công ty bảo mật Checkpoint hôm 12 tháng 8 công bố báo cáo về việc có thể cài đặt từ xa mã độc trên máy ảnh DSLR. Theo đó, nhà bảo mật A.O.X.Kin khẳng định tin tặc có thể dễ dàng cài phần mềm độc hại vào máy ảnh kỹ thuật số. A.O.X.Kin cho biết, giao thức truyền ảnh Picture Transfer Protocol chuẩn hóa trên máy ảnh DSLR là cách thức lý tưởng để phát tán mã độc. Giao thức này có thể sử dụng với mạng QFI và kết nối USB. Trong video thực nghiệm, AO Itkin đã trình diễn cách thức cài mã độc trên máy ảnh Canon E0S 80D qua mạng QFI, sau đó mã hóa ảnh trên thẻ SD để người dùng không thể truy cập. Bằng cách thức này, tin tặc có thể bắt cóc bộ ảnh trên máy và yêu cầu người dùng phải trả tiền chuộc. Checkpoint cho biết, đã báo lỗ hổng này cho Canon từ tháng 3, và hai bên đã cùng phát triển bản vá lỗi trong tháng 5. Tuần trước, Canon ra thông báo bảo mật. Khuyến cáo người dùng không sử dụng mạng Ufi thiếu an toàn hoặc tắt chức năng mạng trên máy ảnh khi không sử dụng. Ngoài ra, người dùng máy ảnh Canon được khuyến cáo nâng cấp firmware máy ảnh tránh bị tấn công theo phương thức trên.